Đốc xin mến chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hello các bạn. Lời nói đầu tiên thì cho phép năm anh em mình gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người. Hôm nay thì mấy anh em mình chuyển qua đi mò cống kìa cả nhà. Tôm như cái ngát mình đi hết bãi rồi. Nhưng mà con nước này em nghĩ là nước ngọt trở lại rồi, nhưng cái ngát nó tụt rồi cả nhà. Bắt hơi thất một xíu. Cũng lâu rồi anh em mình không có trở lại cái cống chịu view ha. Hôm nay mình đi xuống đây thấy cạn sát quá chừng nè. Mấy anh em mình xuống đây sẽ mò nha cả nhà. Giờ bắt đầu mình sẽ mò ở đây. Đấy. Sao cho chúng rồi, khỏi chạy tới chị lui cho cực. Nếu mà thắt thì anh em mình chuyển nhiều cống lắm. Vậy bắt đầu mình xuống cống nha cả nhà. Cống này thì mấy anh em mình đã làm rất là nhiều cái video ở đây rồi. Từ mò tôm càng tới cá đối phi rồi. Hiện tại thì mình mò ở cái cống ngoài trước. Lát nữa giờ đi vô cống trong thì anh sẽ quay cho cô chú anh chị mình xem. Trời ơi, cái cống này bữa nay sụp ghê à. Lâu quá mình không xuống, vợ bụi lá cũng tiêu á. Ừ. Cũng mấy tháng rồi mình không xuống cống này. Nay thì vô mùa nước mặn lên á. Anh em mình tập trung đi sông không à. Cái cống này thì nó giáp với sông nha cả nhà. Đó, có cái xuồng lợ mà đó, đó là sông lớn rồi. Đa số cống ở Cù Lao Dung thì sẽ giáp sông lớn. Cống này lúc trước bắt tôm những cái đói quá chừng. Nè. Đó. Tôm đầu tiên. Mở hàng. Trọng anh mò mấy hơi không có anh đi vô cống trong. Giờ có tôm cái anh chui ra lại. Nước mặn đợt rồi lên á nó đóng có chiếc xuồng bể à, anh chậm nhí lặn xuồng bể cua tôm bút tiêu cái hang kiếm quá hoài không gặp trời. Cái hôm nay gai tới gặp gọi cua tôm bút tiêu. Có này gai hả? Đó. Chứ bể chuồng là khó nè. Chứ bể chuồng á. Nhưng mà nhẹ nhẹ dọn nha. Đinh xong đó nha. Đừng có thọt đó. Ai thọt nó vô đâu. Hả nó cắt. À, lấy cái gọng ta. Tôm vừa đúng sai. Cua gì dưới đấy ạ à. Sao chỉ vậy? Sao chỉ vậy? Tôm nó không nằm đây mà nó nằm ở đó hả? Nằm theo bể xuồng không à? Cái nó cộng như chỗ này nè. Nó
cá đối hết biết trời. Con cá cá đối bự hay là đụng cá đối bự? Đụng. Lạng nước rồi. Hơi hơi nó không có vô rồi cả nhà. Nãy giờ lặn nhiều hơi rồi. Đó. Hai con. Kiếm gì cầm cua. Hiện tại anh đi kiếm cua. Ngưỡng con hết hả? Đi vô trong đi. Đây là cái cống ngoài cả nhà, giáp với sông. Qua một cái con đê ở đây thì nên mình thì gọi là đê quốc phòng á. Ở trong có cái cống trồng, cống này sẽ chảy vô vườn của người dân. Nếu mà mùa nước mặn ta đóng cống lại sẽ ngăn mặn, nước ngọt nó sẽ sổ ra. Cái năm rồi á anh có quay một cái video là cống này ứ mấy tháng nước mặn với nước ngọt trả ra, mò tôm nhiều dữ dằn lắm, mười mấy ký rồi. Mà năm nay cống này không có tôm, với ta xả ra xả vô nhiều quá cả nhà, không có ứ như mọi năm. Có duy nhất cái cống này là xả ra xả vô thôi, còn cái cống khác thì ứ lại hết luôn. Anh em mình đã tìm ra nguyên nhân tại sao cống này không có tôm vậy cả nhà. Kìa, ôi trời, tôm càng. Này chắc mới bữa hay bữa nay à? Mới ăn tôm nó còn xanh mà. Cái càng còn xanh chưa đỏ nè. Cái mình nó còn xanh nữa. Ừ, mình còn hơi xanh xanh một xíu. Cái thịt nó còn nè. Chưa thấy không? Nó bắt sót á. Ngày trước. Ừ. Hộp gì? Thôi đi. Cái này chắc có ai thuốc rồi cả nhà. Tại vì nói sao cống này mò lặng hâm. Cho anh em mình đi cả nhà ơi. Đi kiếm cống khác. Cống này bị như vậy rồi, không có mò được nữa. Đổ thuốc cái là nó hôi chết, nó đi chừng. Anh em mình chuyển qua cống tiếp theo cả nhà. Phát hiện bầy ốc len luôn. Ôi kìa. Phát hiện à? Ôi ơi, đeo theo mấy bờ kìa. Đâu? Đó. Chặt đứt nút. Chặt đứt nút. Nè anh chạm. Chứ trước mặt anh con kìa. Đó xuống nữa. Ăn con cho bá nè. Đâu tại. Đầu vô nó nằm trong lùm. Nó chuốt. Chết lệ vậy. Bỏ vô gọng chồng. Gọng nè. Để gọng tại nè. Để gọng nè. Đâu, bắt chỗ này không mấy chục con rồi. Chặt đứt nút chưa ăn cái tới tiện đó. Bắt này mau có ăn nè. Bắt là làm sao mà sao vừa đúng không? Ừ. Nấu chua cũng được. Làm gỏi. Khô khô. Gỏi khô đủ. Nó còn dài dài trong đó nhiều lắm. Để bắt cá trước đi, hồi tính. Xuống cái cống này mình giăng lưới kiếm cá phi. Chứ không hy vọng tôm đâu. Cá phi. Cá phi nó còn chua luôn. Bắt đầu mình giăng cái cống này, mình giăng xéo xéo đó. Kiếm mới cá phi. Tôm mình bữa nay thấy thua rồi. Thua mùa với cha. Ừ.
thơm thế. Rồi mới nhảy cái ầm nãy tôi rồi. Nãy bay đó. Không thấy động tĩnh gì hết. Thấy động tĩnh á. Đúng nhiên cũng cá không buồn kỳ ta. Ủa ai giật lưới vậy? Ủa, cá. Dính đó bự lắm. Đang mắc cái lồng lưới ngay đây, danh chưa có vô được nha cả nhà. Trọng đánh văng xong á. Ủa đâu vậy? Nó đi đâu rồi? Bự cái chị lên á anh chồng. Không thấy giật lưới luôn. Cái gì ra cái gì? Đi về vậy nè. Cá bự quá hay gì. Cá dữ vậy. Anh vậy, giúp mình đó. Nó cũng vòng vòng cái ô này thôi chứ. Đây này dính đây con à. Có phi à? Phi. Nó dính đây nó hơi giật mà. Nó giật nhỏ. Ờ. Tùm lum hết rồi. Để lại. Quậy nha, nãy cá quậy tùng bự mất. Làm cái bự lắm thôi. Nhấy thục hang gì vậy? Thục cái hang gì? Thục cái hang gì? Nó trong này nè. Chưa tới. Ồ, nó bay ra dứt rồi đó. Cá ngát kìa. Lưới văng cỡ vậy nè. Quậy quậy nó đúng không? Nè. Xuống cống gặp tôm chết, xuống cống gặp cá chết. Nay sao su cà na vậy? Cá chết nổi liều phiều. Đó. Càng luôn thấy chưa? Hả? Ôi. Dính luôn quá trời. Ê kẹp nha, kẹp nha. Vuốt từ từ anh chậm ơi. Nè nè cầm nè. Hai bơi. Kẹp em à. Cái gọng đâu? Kìa. Ủa, chơi kỳ vậy. Ta đi ra đây đi em gọng vô. Ủa phi nhóc chờ nó khôn thiệt không đóng lưới chứ. Thôi. Đóng chứ. Nó dọn quơ.
Ủa vậy, ủa vậy vậy là sao đứt con thấy gì nè. Trọng gỡ mấy con của anh kìa. Quá trời lớn rồi, giờ hết đường lặng rồi đó. Ừ, bắt ba. Ừ, ba gì? Đâu kiến. Ba gai. Ôi, đây, đây, con này, đây, con. Ô, đây, đây, ô, hai ba con. Ủa, nhóc con anh chậm ơi. Vô. Nè, tóm nè. Đây, đây, dính hai ba con này nè. Hai ba con, chặt, gỡ luôn đi. Được. Hai con này lấy cái giò quơ 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 vô cái đầu thì nó chạy ra dưới á. Ừ. Đây mà tại lại. Ó, đó. Ông trời ba bốn con luôn thầy luôn. Anh đi vô đây nè. Chân. Nè. Ở đây nè anh chậm gái, đây nè anh chậm. Qua đây đi anh chậm ơi, em chung này rồi. Chậm anh lấy cái giò anh gà vô. Cái bực cái trong này nha. Trong cái bực này nó có cái bực cả nha. Đâu? Sâu á. Giống đầm á. Hai ba con luôn. Cho anh lặn cái đi hả dở lưới thôi. Ê đây con. Bình nhí dính nữa kìa. Từ từ nhí ơi. Hết kiểm soát vô nhí. Hết biết đường quay rồi, còn ba bốn con luôn. Té một cú. Đây. Con nhảy nữa hả? Ủa dính cái gì thằng ăn nặng vậy? Dính cái gì đâu này. Rồi sâu à đâm mày kìa chứ lưới thì không có sợ nó mất con cá rồi đâu quá hồi nãy gỡ bệnh mấy con à hai con hai con bốn con đủ ăn rồi miếng con nữa kìa ê đứng đây con nè đây con cậy nó nhí kéo gì chị vô nè. Mày nhóc cái đâu? Trong mày nè. Cứ kéo lưới cứ cứ vậy này sao lưng chằm dính con nữa kìa. Nói trong mày nè. Chạy tới chạy luôn vậy tới chạy lui vậy. Cái vô này sâu quá sâu. Chạy gỡ cái đi cái mình gài lưới vô. Em hai hai người mình lặn mình lùa nó. Kiếm chục ngoài con. Chục ngoài là xỉ. Về làm gì vậy? Cái phim mà gùi bu luôn nè. Gì vậy? Chính chưa? Gỡ luôn. Gỡ luôn nè. Bự nghe. Vừa. Rồi rồi. Nó dính ba cái cây từng lụm. Đây con nè. Để lẹo cho nó hai ba vòng lưới đi. Rồi hết sảy. Lẹo cái này sao sảy nổi. Con gì? Hết rồi nha. Phi này nhớ là nó bắt cái cống kia nên mình bắt lại mấy chục ký mà ngày nay cái cống nó chưa có cạn chưa có xả rồi à, có phi mau có ký hơn tôm đúng không ký gì nè bên đó con anh tài ngang qua luôn. Cũng thiệt chứ. Chạy chồng vô nhau nhau. Có đồ ăn cơm. Thank you.
Tới lạng luôn, giờ nó nghỉ chạy ra rồi. Ủa, muốn như sắt luôn. Quen mà. Lên bị dính đuối. Mình không dính cái cá. Con cá không dính, mình dính. Mình lâm. Ủa. Quấn quấn lại. Nằm lên cái đầu tiêu. Có phải vậy? Ừ, chạy cái gạt lên cái đầu. Cái có giữa lưới. Giờ nãy khôn giữa lưới. Nãy giờ không chưa con nào bự vậy ta. Nó gôi không à. Gù 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 như vậy. Đấy đừng dở nhé. Chồng anh lặn anh lôi lưới theo á. Đó đó đó. Cô lùa lấy giò lùa lùa lưới vô chồng đâu rồi. Cái chân mặt ừ. Đây đây đây. Ủa, chồng luôn. Dư găng à. Dư găng. Ai chơi này trời. Là à. Rồi xong cho vô á. Cái đó dính lưới này sao mệt à. Rồi anh chồng đánh lưới dính 50 cái lào vậy đó. Dạ. Anh lưới dưới sông dính 50 cái lào hư. Dạ là hư cái chính. Chỗ này sát cá ha. Nãy dính mấy con à. Bắt luôn hả? Bắt luôn. Lúc ở dưới dính cây dưới rồi. Dừa đúng bự, cá không được bự. Có kìa. Có à.
gườm như gan. Ừ. Gườm như gan. Thăm vòng vòng nha nha. Chung anh em mình bữa nay đi bị thất. Rồi mình đi cái tấm khác. Nhỏ chỗ. Đây dính lên cầu nha này. Thế nào? Hồi nãy nó hỏng chân, nó giúp tao hết. Không giờ dính cầu là hỏng chân. Đó. Đi mẹ. Mình đó chị đi cào hến. Thôi luôn. Tháng này hến được bự không? Lù nó gù, em mất tiền luôn. Đủ ăn rồi, xin hến ăn luôn. Chỗ này nãy giờ dính ba bốn con nè. Hụt vô. Đó, kìa. Con nữa kìa. Hụt vô. Làm rồi. Ê, đây, đây. Nó cỡ cỡ thôi nha. Ừ. Không có con bự. Cái này mập. Ừ, cắn phiếu à. Nếu là rồi bắt cái cống kia có con cả ký á. Bữa năm người ăn có hai con cá. Đây. Dễ gì. Học tay vô cái mỏ đâu có xảy ra. Chà dừa hả? Nay có phi gôi gôi không? Cá thấy cân không? Mẹ thấy cân không? Cá thấy cân. Cái tạp. Ai giật câu giật tét mép hả? Thì nó lại mấy vô rồi. Thả luôn. Thả luôn, cá có tật. Ai bận cá đó ai câu giật tét mép nó. Cuốn gì? Vậy. Gom gom nó cũng còn con hết á. Nhặt nước mít cậu gom lại đi. Đi sẵn rồi. Đi sẵn gỡ. Chà. Chỗ này dở dở lên rồi. Nhặt gọng lên tài. Ừ, nay gọng nặng dữ lên tài. 45kg. 45kg à. Ốc nữa kìa. Ừ. Cá này không được bự nha cả nhà, nó gôi gôi. Không được bự không. Cá cũng ngon. Bắt mấy con. Rồi chị này
Chị Ngọc. Con tôm càng con vậy? Con đó. Con canh lính ăn ha. Giờ anh em mình sẽ mừng số cá này để làm đồ cơm sáng này cả nhà. Bữa nay mấy anh em mình làm một món cá chiên sả ớt nha cả nhà. Mớ cải xào anh chồng à. Đây, ăn rau xào mới. Món cá trên bờ. Cá đi lát mình lóc ra. Lóc ra rồi mình ốp sớt mình chiên như nha. Cá cả nhà. Muối, hạt nêm, bột ngọt. Ăn cá dễ hả? Cá ớt. Cá ớt. Cái này mà trời nắng nắng nó phơi nắng đúng không? Cái này với miền Tây nó muốn mưa hay sao cả nhà? Ui ui mà chuyển quá chừng luôn. Đâu mà tháng này mưa trời. Đó nó chưa rồi. Thường tháng 6 mới mưa ha. Mới tháng 3 mưa rồi. Mình sớm cá gì sớm. Chiên cá này cái gì. Cái gì thịt không nhìn thấy ngon ha. Thì cho nó gọn. Nhìn cá nó bự. Chiên cá này cũng thơm. Ngày tối ăn hơi bất thương. Nhìn nó giống như cục chả vậy ha. Miếng tôm nó hại miếng cá này. Cái thìa xào mỡ. Bỏ vô phần gốc vô trước. Đúng rồi. Hỗ trợ hỗ trợ. Bỏ phần gốc vô trước. Bắt nhăn rồi. Đó, quá. Giờ mình cho gia vị vô như cái nhà. Bên này có muối, đường, bạc ngọt và chút xíu hương.
ra nó ăn nhiều. Hết mùa rồi. Tới nghịch mùa lại. Mùa. Mùa yêu mùa đâu. Chúc cả nhà được nhiều sức khỏe. Mời cả nhà ăn cơm với có khi chị sẽ ớt với cái thề xào mỡ với mấy anh em nha. Vô. Vô. Cái này nhìn cái mâm nó trong cái wheel nó lỏng thỏng quá. Nhưng mà có chuyện ngon rồi nha cái này. Đổi lại cái là lạ nè. Ăn nhé, để góc. Rau cũng ngọt. Rau là thơm mà. Tỏi nhiều. Tỏi nhiều với xào mỡ nó ngon, xào dầu. Làm cái là có khi chìm chìm này. Ngon. 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 Cái gà nó kêu đúng rồi, có phiền tống rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Cái gà nó ngon. Ừ. Có hơi bữa hết. Ừ. Nướng nướng. Mới ứ, ứ là mới ấy. Còn là chưa có bự gì chứ. Không, không có dưới rồi, không có dưới. Ừ, không dưới kia gà. Không dưới một cái là một cái nha. Không có lần bắt mấy chục tí á. Cái bự 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 bự. Cống đó thì là có phiên nó còn cả tưới phía ngoài dưới nhất. Ngốc. Cả cả nhút luôn đó. Ừ. Lâu rồi nó chưa lại hơn. Ừ. Lâu lắm rồi nó bắt sống. Thì mình tranh thủ mà trong có mình đâu có đi cống đâu. Đi xong thì cái video mới hấp dẫn hơn. Cống thì cá nó chạy tới chạy lui có nhiêu đó. Xong nó bao la. Cũng 2 năm mà mới đi cống được. Ừ. Ừ. Đi rồi. Đi rồi đó. Lại. 2022 với 2023 phải không? Ừ. Thì nó giả. Mỗi món ba món. Nó đâu ăn là ngon bộ. Cái lóc này còn thật. Dạ. Yeah. Ừ. Nhìn giống miếng chả, chả chay nha. Miếng tàu hũ chiên gì đó. Miếng 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 miếng. Ừ. Bự mà lóc ra ha. Có phơi 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 nhéo nhéo ha. Phơi ừ. Bìa. Hay vậy chứ cá mà anh phơi khô quá nó đâu còn hết rồi hồi nãy rồi. Cứng. Chiên lên nó bị cứng nha. Mình phơi một nắng thôi. Phơi một nắng héo héo vậy đó chuyện ngon. Cứng rồi. Cứng. Như tấu phi thì anh làm khô ơi chiên lại chứ cái này mình ấp để làm phơi héo héo được rồi bỏ tủ lạnh. Ừ. Chị em từ từ thôi em rồi. Đi đâu gặp thấy đó là rồi nản. Chúng cái gắn nào mà thấy tôm chết hả rồi. Biết bữa đó thất thu. Có cá phi, không có cá phi nghe, không biết đâu à. Gà gốc. Gà trứng gà. Tại nó rồi. Trước thì bị bắt thì gà. Thì không làm mấy không có cá thì bị bắt gà đó. Vlog xin tạm dừng video tại đây nha cả nhà. Xin chúc tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở những video tiếp theo nha. Bye bye.